Cậu nhỏ, cong hay thẳng, quan hệ sướng hơn. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Thưa quý vị, giống như nhiều đặc điểm khác trên cơ thể, hình dạng cậu nhỏ của mỗi nam giới cũng sẽ có sự khác nhau. Trong quá trình tìm hiểu về nội dung này, chúng tôi tìm thấy rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề này, như là cậu nhỏ bị cong, cong sang trái, cong sang phải, bị vẹo thì có làm sao không? Quan hệ với cậu nhỏ bị cong thì người phụ nữ có đạt được khoái cảm không? Phụ nữ thích cậu nhỏ cong hơn hay thẳng hơn? Cậu nhỏ có gốc to đầu nhỏ, đầu to gốc nhỏ, làm thế nào để giúp cậu nhỏ cân đối hơn? Nhận thấy là nam giới không chỉ quan tâm đến kích thước, chiều dài, chu vi của cậu nhỏ, mà còn quan tâm đến hình dạng của cậu nhỏ rất là nhiều. Và gần như là nam giới không biết vận dụng những tư thế nào để có thể phát huy được những ưu, nhược điểm của từng hình dạng cậu nhỏ khác nhau. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá 6 hình dạng khác nhau của cậu nhỏ, xem là mỗi nam giới có những hình dạng đặc thù như thế nào và sẽ áp dụng như thế nào để có thể đem lại cảm giác thăng hoa tuyệt vời nhất cho cả hai. Hình dạng thứ nhất, cậu nhỏ cong lên trên. Đây là dạng cậu nhỏ cong hướng lên trên, trông giống như trái chuối. Thường là khi ở trạng thái cương cứng, cậu nhỏ có hình dạng này là một lợi thế lớn, giúp kích thích đến hầu hết những điểm tạo cực khoái bên trong người phụ nữ như điểm G, điểm A, tuyến tiền liệt hay B spot. Tư thế quan hệ nên chọn là nên chọn những tư thế quan hệ mặt đối mặt. Ví dụ, kiểu truyền thống hoặc bất kỳ tư thế biến thể nào để có thể tạo khoái cảm mãnh liệt. Các tư thế này hoàn toàn có thể áp dụng cả quan hệ đường âm đạo và quan hệ đường hậu môn. Hình dạng thứ hai, cậu nhỏ cong xuống dưới. Cũng giống như hình dạng ở trên, nhưng ở đây cậu nhỏ cong hướng xuống dưới, giống như khi bạn úp quả chuối xuống vậy. Hình dạng này cũng chỉ rõ rệt khi ở trạng thái cương cứng. Tư thế quan hệ nên chọn. Với hình dạng cậu nhỏ này thì bạn nên thử những tư thế thâm nhập từ phía sau để kích thích điểm A, điểm G và điểm B một cách dễ dàng. Ví dụ như tư thế doggy hoặc cao bồi ngược, nam sẽ nằm ngửa để nữ ngồi lên trên và quay lưng lại. Hình dạng thứ ba, cậu nhỏ hình chữ C. Cậu nhỏ hình chữ C là cậu nhỏ cong sang bên phải. Với những nam giới có những cậu nhỏ hình dạng này thì sẽ cần phải điều chỉnh một chút góc độ khi thâm nhập. Các tư thế cho phép hướng đường cong về phía thành trước của âm đạo hoặc trực tràng cũng sẽ tạo ra được sự kích thích mạnh mẽ tương tự với cậu nhỏ có hình dạng cong lên. Tư thế quan hệ nên chọn có thể áp dụng tư thế sau. Nam sẽ nằm nghiêng để cho cậu nhỏ cong hướng lên trên và nữ sẽ nằm ngửa, gác hai chân lên trên hông của đối phương. Hai người sẽ tạo thành hình chữ T. Tư thế này có thể áp dụng cho cả quan hệ đường âm đạo hoặc đường hậu môn. Nhiều nam giới đặt câu hỏi, vậy nếu cậu nhỏ có hình dạng cong, cong lên trên, cong xuống dưới, cong sang trái, cong sang phải hay bị vẹo, thì có sao không, có quan hệ được hay không? Điều này phụ thuộc vào chính cảm nhận của các bạn trong quá trình quan hệ. Nếu như cậu nhỏ có hình dạng bị cong mà các bạn xâm nhập vào bên trong vẫn rất dễ dàng và trong suốt quá trình ân ái không bị đau đớn hay không gặp bất cứ một khó khăn nào thì không sao cả. Và thông thường, trong tất cả những trường hợp, khi cậu nhỏ bị cong thì nam giới vẫn quan hệ bình thường. Còn một số trường hợp xâm nhập vào đã cảm thấy khó khăn, nếu như cố đưa vào bị đau hoặc trong suốt quá trình ân ái, cậu nhỏ có cảm giác bị đau buốt, khó chịu, thậm chí là không thể tiếp tục kéo dài cuộc yêu, thì những trường hợp như vậy, các bạn phải ngay lập tức đến các cơ sở y tế uy tín để thăm khám, kiểm tra, cũng như có sự điều chỉnh kịp thời. Cậu nhỏ cong quá cũng sẽ gây những khó khăn khi chúng ta sẽ có những biện pháp để cải thiện cho thẳng hơn, chứ không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, quý vị nhé. Hình dạng thứ tư, cậu nhỏ thẳng. Cậu nhỏ thẳng là cậu nhỏ không có độ cong từ phần gốc lên đầu, hoặc có thì cũng chỉ cong rất nhẹ, không đáng kể, không có sự khác biệt mấy về chu vi xuyên suốt. Tư thế quan hệ nên chọn. Với hình dạng cậu nhỏ thẳng, thì bạn có thể áp dụng bất kỳ tư thế nào mà bạn cảm thấy dễ dàng tiếp cận đến các vị trí nhạy cảm. Hình dạng thứ năm, gốc lớn và đầu hẹp. Đây là dạng cậu nhỏ có phần gốc lớn và thuôn nhỏ dần về phía đầu. Quý vị có thể hình dung nó là hình dạng của củ cà rốt. Giống như các hình dạng khác, thì dạng cậu nhỏ này
cũng sẽ có một số lợi thế. Phần đầu hẹp sẽ giúp cho việc xâm nhập vào dễ dàng hơn và phần gốc lớn sẽ tạo được sự kích thích mạnh mẽ hơn khi đi sâu vào bên trong, vì phần cửa cô bé bao giờ cũng sẽ khít hơn, tạo độ ma sát mạnh. Nhờ đó, cậu nhỏ có cảm giác bị mút chặt hơn, vô cùng kích thích. Hình dạng thứ 6, gốc hẹp và đầu lớn. Dạng cậu nhỏ này có hình giống như cây nấm, với phần thân thuôn dài và phần đầu lớn. Đường kính lớn của phần đầu cậu nhỏ sẽ tạo sự kích thích mạnh mẽ lên thành âm đạo hoặc trực tràng và mang lại cảm giác mãnh liệt cho cả hai. Tư thế quan hệ nên chọn. Bạn nên chọn các tư thế mà đối phương có thể mở rộng chân, giúp cho việc xâm nhập dễ dàng hơn, đồng thời kích thích âm vật cùng một lúc, tạo cảm giác mạnh hơn. Thưa quý vị, trên đây là 6 hình dạng khác nhau của cậu nhỏ. Quý vị đã tự nhận biết được cậu nhỏ của mình thuộc hình dạng nào hay chưa? Hãy comment ở dưới video này xem là mình thuộc hình dạng nào nhé. Có rất nhiều nam giới đang cảm thấy tự ti về hình dạng cậu nhỏ của mình khi không được may mắn sở hữu cậu nhỏ có hình dạng thẳng, có thể áp dụng tất cả các tư thế kỹ năng. Nhưng mà quý vị cũng thấy, nếu như mà cậu nhỏ cong lên trên, cong xuống dưới hay gốc to đầu nhỏ, gốc nhỏ đầu to thì cũng có những lợi thế nhất định mà cậu nhỏ hình dạng thẳng lại không có được. Vì vậy chớ vội tự ti khi đã lắng nghe hết video của chúng tôi ngày hôm nay. Nghe đi, nghe lại để xem là mỗi một hình dạng chúng ta nên áp dụng tư thế nào để đem lại cảm giác thăng hoa tuyệt vời nhất cho cả hai. Các tư thế quan hệ cho dương vật bị cong do chuyên gia tình dục chia sẻ dưới đây là giải pháp an toàn để nam giới tìm lại cảm giác kích thích khi ân ái bên bạn tình, giúp dương vật không bị đau đớn. Cùng tiếp tục theo dõi video quý vị nhé! Các tư thế quan hệ tốt nhất cho dương vật. Làm thế nào để làm tình, sung sướng tột cùng nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho dương vật? Các cặp đôi có thể thử ngay những tư thế quan hệ tốt nhất cho dương vật sau đây. 1. Tư thế doggy. Tư thế quan hệ này vừa an toàn, vừa giúp phái mạnh xâm nhập sâu nhất vào bên trong cô bé. Đây cũng là cách yêu được rất nhiều cặp vợ chồng ưa chuộng. Để thực hiện tư thế doggy, đầu tiên phái nữ cần quỳ gối xuống, chống hai tay lên một mặt phẳng. Sau đó đấng mày râu cũng quỳ xuống và nhẹ nhàng tiếp cận nàng từ phía sau để đưa dương vật vào bên trong âm đạo. Lúc này, các anh có thể sử dụng đôi bàn tay tinh nghịch của mình để khiêu khích cô bé, cũng như vòng ngực của bạn tình giúp tăng tính sát thương, khiến đàn gái phải loạn nhịp và rên rỉ vì sung sướng. 2. Tư thế đại bàng. Đối với tư thế đại bàng, các nàng sẽ được nằm thoải mái tận hưởng từng cơn khoái lạc cực đỉnh do chàng tạo nên. Đặc biệt, cách yêu này còn giúp chàng có thể chủ động điều tiết lực đẩy của mình, từ đó phòng tránh các tai nạn phòng the bất ngờ cho dương vật và giúp phái mạnh đạt đỉnh dễ dàng hơn. Dưới đây là cách thực hiện tư thế đại bàng. Phái nữ nằm ngửa và hai chân dang rộng, còn chàng quỳ gối và giữ chặt hai mắt cá chân của nàng, nâng chúng lên cao trong quá trình đưa dương vật tiến sâu vào trong vùng tam giác vàng. Tiếp theo, cả hai chỉ cần thỏa sức tận hưởng những khoái lạc đầy đê mê theo từng nhịp đẩy của chàng. Tư thế quan hệ này khá đơn giản, đồng thời đảm bảo trạng thái ổn định cho cậu nhỏ trong suốt quá trình hành sự. Tư thế quan hệ cho dương vật cong lên. Dương vật cong là nguyên nhân khiến nhiều đấng mày râu gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cực khoái thăng hoa khi ân ái cùng bạn tình. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể khắc chế tình trạng này bằng cách lựa chọn những tư thế hành sự phù hợp. Trong đó, tư thế quan hệ truyền thống là lựa chọn hoàn hảo giúp cậu nhỏ có thể tiến vào nơi sâu nhất của âm đạo. Khi dương vật của bạn bị cong lên trên, hãy nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế bằng cách đặt đôi chân của bạn tình lên vai của bạn. Hành động này sẽ giúp dương vật dễ dàng chạm đến điểm G của nàng, khơi dậy những cảm giác kích thích tột cùng cho cả hai. Tư thế quan hệ cho dương vật cong xuống. Dương vật cong xuống cũng không gây ảnh hưởng tới hoạt động chăn gối của đôi trẻ nếu bạn lựa chọn tư thế yêu sao. Phái nữ nằm trên bàn hoặc ở góc giường, đồng thời điều chỉnh mông cong lên phía trên khoảng 30 độ. Sau đó nàng nhẹ nhàng đặt cả hai chân lên trên bờ vai vững chắc của phái mạnh. Khi đấng mày râu quan hệ tình dục với tư thế này, cậu nhỏ có thể dễ dàng tiến sâu vào âm đạo và ngụp lặng thỏa thích bên trong cô bé, ngay cả khi dương vật đang bị cong xuống. Thưa quý vị, nếu như quý vị thấy video ngày hôm nay mà chúng tôi chia sẻ hữu ích, thì hãy like và chia sẻ, đồng thời nhấn vào nút đăng ký, cũng
cũng như biểu tượng quả chuông để ủng hộ chúng tôi ra thật nhiều video hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Thank you.